chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Hiện tại thì anh em đang kỹ thuật của Thiên Vũ đang có mặt tại Phú Quốc để mà lắp đặt một bộ dàn âm thanh cho khách hàng. Bộ dàn này thì cũng rất là đang hot. Đó, thì đây là một cặp Bose L1R16. Thì hiện tại thì mọi người đang trên đường để đến nhà khách hàng. Mọi người di chuyển từ Sài Gòn đến Phú Quốc thì cũng bây giờ tối hôm qua đến Phú Quốc này, tới sáng nay thì mới tới. Sẵn thì khách hàng nào có cần hỗ trợ về kỹ thuật ở Phú Quốc á, thì tụi mình cũng sẽ ghé nhà khách để mà hỗ trợ. Sáng giờ thì anh Huy anh cũng đã gọi điện cho một vài khách hàng rồi, nhưng mà hiện tại thì do là chắc setup ok quá cho nên là chưa có khách hàng nào phải cần setup lại âm thanh. Đó, thì chiều mình cũng nãy cũng đã làm một cái clip để phát trực tiếp để thông báo là hiện tại kỹ thuật của Thiên Vũ đang có mặt tại Phú Quốc. Thì nếu mà khách hàng nào đã từng mua hàng tại Thiên Vũ mà muốn cần hỗ trợ thêm về kỹ thuật thì có thể liên hệ với số hotline để mà anh em có thể ghé để mà hỗ trợ cho khách hàng. Theo thông tin của khách hàng gửi thì tụi mình sẽ lắp ở tại đây. Không biết là có phải không. Giờ thì anh Huy anh sẽ... Hello anh. Em tới đây rồi, nhà anh chỗ này có thấy mấy em thấy cái con container đậu đây phải không anh? Đúng rồi, em quẹo vô có cái đường chạy lên đấy. Dạ dạ, em gặp vô. Đường chạy vô anh thấy có một cái nhà đó. Dạ đúng rồi, em thấy có một căn đây. Rồi em tới đây rồi. Ok mọi người, thì hiện tại thì tụi mình đã tới nhà khách hàng rồi nha. Này cũng xin phép anh là được quay quá trình lắp đặt thì anh cũng đồng ý để tụi mình quay. Giờ thì anh Huy và Vũ sẽ tiến hành là kinh những cái sản phẩm này xuống và lắp đặt. Sản phẩm này thì sẽ gồm một cặp Bose L1R16 và một cái bộ micro của Navision Audio và một cái mixer Thomas T4S. Bây giờ mình đã vừa tới nhà khách hàng rồi và đây là cái căn phòng mà để anh giải trí và hệ thống âm thanh sẽ được lắp ở đây. Thì với căn phòng như thế này thì khi bước chân vô thì mình ấn tượng ở vấn đề về cái vấn đề anh thiết kế bố trí. Ở phía sau đây thì đều có, ở phía sau đây là kiếng hết mọi người ha. Nhưng mà anh có bố trí rèm này kia rồi, cho nên là cái vấn đề mà để dồn âm lại thì nó cũng sẽ xử lý được rất là ok. Khi vào đây mình nghe, mình test thử thì cái căn phòng nó không có bị dồn âm này kia nhiều quá. Đó. Rồi là phía mặt trước đây cũng anh cũng thiết kế những cái bức tường có những cái thanh la như thế này. Đó, nó sẽ làm cho tiêu âm rất là tốt, nó không có bị dồn âm quá là nhiều. Rồi phía sau, rồi phía trên trần nó cũng vậy. Thì khá là ok rồi. Đó, chứ không cần thiết phải là cầu kỳ lắm. Trường hợp vì đây là căn đây là phòng gia đình cho nên là chúng ta làm sao chúng ta xử lý được cái mức tiêu âm làm sao ở mức tương đối là ok rồi. Còn nếu như chúng ta một căn phòng nó bị quá vang dội đi thì âm thanh chúng ta lắp vào thì nó sẽ không có được tối ưu hoàn toàn lắm. Cho nên là chúng ta cũng chú ý tới vấn đề là khi lắp đặt một bộ âm thanh ở những cái căn phòng thì chúng ta cũng chú ý thiết kế làm sao. Ví dụ như đây cũng là một cách mà trang trí. Đó, và những vách gỗ như thế này và những thanh la như thế này cũng là dùng giúp để trang trí, vừa để làm tiêu âm này kia mà cũng vừa làm đẹp cho cái căn phòng của chúng ta. Đó, còn chúng ta mà để nó phẳng lì thì khi âm thanh vào thì nó sẽ không có được tối ưu. Đó, anh thiết kế như thế này thì về cái vấn đề âm học rất là ok luôn. Nói chung nữa là lát nữa thì mình sẽ lắp đặt xong rồi mình sẽ mời mọi người chúng ta nghe thử. Ok, thì đây là cái cục bát của L1 và R16. Thì nguyên combo này, nguyên trụ này thì công suất đâu đó của một trụ là 1000W mọi người. Thì với công suất như thế này mà sử dụng ở những căn phòng như thế này thì cực kỳ thoải mái luôn mọi người. Nói chung là chúng ta lắp dư một chút nó không có sao cả. Dư thì mình sử dụng âm thanh nó nhỏ lại thì âm thanh nó sẽ bền hơn thôi, thay vì chúng ta sử dụng maximum. Những cái những hệ thống như thế này á, đôi khi nhà mà chúng ta có tiệc tùng này kia thì chúng ta có thể mang hai cái này ra ngoài trời với khoảng tầm 10 bàn gì đó thì nó đáp ứng rất là đầy và rất là chi tiết. Đó, tầm 40-50 bàn thì không có thể là không, nhưng mà tầm khoảng 10-15-20 bàn thì để mà cho một góc phụ tốt và một cái độ phóng xa
thì những cái dòng column array này nó có phong, nó có khả năng đi rất là xa. Chúng ta ngồi khoảng từ khoảng tầm 20 m, 30 m gì đó, chúng ta nghe cũng rất là chi tiết. Nó là cái hay của những cái dòng column array. Và cái sub của bô nó cũng vậy, nó cho ra rất là sâu, rất là mềm, cho nên thành ra là cái bước sóng của nó đi rất là xa. Nói chung là tần số càng thấp từ nào thì chúng ta nghe cái âm bass á, nó sẽ đi càng xa từ đó. Đó là cái vấn đề lợi thế của cái sub bô. Ok mọi người, thì nãy giờ thì anh em cũng đã lắp đặt và thì mình cũng đã setup xong xuôi cả rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ hát test thử một vài đoạn nhạc để mọi người chúng ta cùng nghe và để xem trải nghiệm chất âm của cái combo này, bô L1 Pro 16 khi được phối ghép trong những căn phòng thế này thì âm thanh nó có lực hay không. Thì thực chất thì vừa rồi mình đã có mở test một đoạn để mình setup rồi, thì thực chất mình mới mở khoảng tầm khoảng cỡ 50% công suất thôi, thì không gian mình nghe hoặc cái tai của mình chịu không nổi được mọi người, rất là lớn luôn mọi người đối với hai chiếc này mà sử dụng trong những căn phòng như thế này đó. Thì bây giờ thì mình sẽ không để mọi người chúng ta chờ lâu nữa, thì bây giờ thì mình sẽ hát một đoạn để mọi người chúng ta nghe và trải nghiệm thử cái chất âm. Đến thăm em, hàng bên đường phố đã lên đèn, mưa xuân sắc mơ kín khung trời, người bên nhau lưu luyến, mưa thấm ướt đôi bờ vai. Nhạc tình sao xuyên đôi tim, mưa sao hòa nước mắt ân tình, tay trong tim đang trầm, nhìn nhau nhưng không nói sự tình yêu trong phai. Chiều buồn về lại lạnh đông, xót xa tình đầu tiên, có một mình tôi đứng trong mưa. Nơi đây hình bóng cũng biết mùa, em xa đi không nói một lời, đừng chiều mưa gì vang. Sao xiết mãi trong lòng tôi, những chiều vườn hiu hắt hương ai, đường âm thầm phố cũ đêm dài, trong cô đơn hình bóng một người bị mã trên lối cũ. Ok thì vừa rồi thì mình cũng đã hát thử test một đoạn nhạc, thì không biết mọi người chúng ta nghe, mọi người chúng ta cảm nhận như thế nào. Thì thực chất khi mình đứng ở, khi mình nghe ở ngoài như thế này thì mình thấy mọi người biết rồi đó, cái chất âm của bô và cộng với là T4S của bô luôn và cộng với mic của Navision No 86 thì nó cho ra một chất âm rất là chân thật. Cái hay của cái mic, dòng mic này thì mình thấy nó có một cái hay ở chỗ là nó tái tạo được cái âm rất là rõ, rất là thật cho mọi người, rất là rõ, chứ nó không như một số dòng mic OEM khác. Dòng mic này thì là một dòng thương hiệu tới từ Việt Nam đó, mà được gia công và lắp đặt ở tại Việt Nam luôn mọi người ha. Đó, cái chất âm nó cho ra rất là rõ, cái voice nó cho ra rất là hay. Mọi người chúng ta có thể là đến showroom bên mình để mọi người chúng ta nghe thử, để chúng ta test hát thử cái mic này về cái độ rõ âm của nó.
Thì bây giờ thì mình sẽ mời mọi người chúng ta nghe thử một bài nhạc đen để mà nghe cái áp lực công suất khi hai chiếc loa L1 và L16 này được phối ghép trong những không gian như thế này, thì cái áp lực công suất nó cho ra như thế nào. Có test thử một đoạn nhạc mình hát và cũng đã có test thử một đoạn bài nhạc đen, thì không biết mọi người chúng ta nghe chúng ta cảm nhận như thế nào trong với hệ thống âm thanh này được phối ghép văn phòng như thế này. Thực chất thì khi mình thực tế ngồi ở ngoài mình nghe như thế này thì mình thấy quá là phê luôn mọi người. Mở mới có bé xíu thôi mà âm thanh đánh rất là lực. Được cái nó hay ở chỗ là âm thanh nó rất là tròn, như là rất là mềm, không có bị phô, không có bị cứng. Đó là cái lợi thế của Subbo. Và cái dòng chất âm của Bo là cái bản chất của nó từ xưa nhìn là như vậy rồi, nên là mình thấy rất là ok. Thì hiện tại thì bây giờ thì đâu đó khoảng tầm cùng 12 giờ rồi mọi người, thì khoảng tầm đầu giờ chiều gì đó rồi ghé một số nhà khách hàng cũ ở Phú Quốc đây, thì lúc trước cũng có lắp rất là khá nhiều ở ngoài này, thì luôn tiện trong lần ra này thì cũng ghé một vài khách để luôn tiện chơi, rồi luôn tiện là kiểm tra là hệ thống này kia cho nó ok. Thực chất thì trước khách xài trước giờ thì cũng rất ít khách hàng là phải hỗ trợ xuất bọt gì đó, nhưng mà luôn tiện dịp ra thế này thì cũng ghé khách chơi một xíu rồi nghe qua lại một chút xem nó có gì thay đổi hay không, là luôn tiện là setup lại một chút luôn. Thì tạm thời thì clip mình sẽ dừng tại đây, thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe, và xin chào hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Bye.